Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Quốc tướng gia thần toán của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 33. Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt dẫn dắt đại quân ngay sáng hôm sau lên đường tiến đến vùng Nguyên Ngạn Hoàng Hà, cứu nạn thiên tai và bình loạn. Đại quân viễn chinh đâu thể vô tung vô ảnh. Chẳng được vài ngày, người người đều biết đại quân của Ân Tịch Ly đi đến nơi nào, đại thể đôi bên đường đều hoan nghênh, đi cứu nạn thiên tai cơ mà. Có điều khoảng thời gian này Ân Tịch Ly gặp phải một chút phiền phức. Lại tới Ân Tịch Ly tại bên trong quân trướng xem bản đồ, xua tên tiểu giáo đang cầm bạc đợi bên ngoài cửa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đám người đó về sau đừng có để ý đến bọn hắn nữa. Viên Liệt bước từ bên ngoài vào, bắt gặp binh sĩ đang cầm bạc đứng ở ngay cửa, nhìn không được hỏi. Lại có kẻ tìm Tịch Ly xem bối. Tô Nguyên Soái, phải hả? Binh sĩ mặt như đưa đám. Đã nói qua rất nhiều lần rằng tướng gia không phải thầy tướng số, nhưng những người đó vẫn không có nghe, lại còn xưng là cố hữu của Ân tướng. Quen biết lâu năm chi đó, bọn tiểu nhân chẳng dám lơ là mà đi bẩm báo, kết cuộc lần nào cũng bị tướng gia đuổi ra. Viên Liệt mấy ngày nay nghe người ta gọi Ân Tịch Ly là Ân tướng, tướng già gì đó, có chút không quen, chung quy là thấy rất buồn cười. Gần đây danh tiếng quốc tướng gia thần toán của Ân Tịch Ly lan truyền, dọc đường đi mỗi ngày trên dưới cả trăm người bảo là muốn tìm hắn xem tướng, khiến hắn phiền đến phát bực. Giữa lúc đang nói chuyện là thi một tiểu giáo chạy vào, thấy Viên Liệt nói: "Nguyên soái, ở ngoài có người đến cầu kiến tướng gia." Lại là để xem bói sao? Viên Liệt bật cười. Hắn không nói, tội trẻ anh khí hơn người. Tiểu giáo đáp, xưng là cố nhân của tướng gia. Nữa rồi, những tiểu giáo khác vội vàng ra ngoài đuổi. Về sau đừng để ý cái loại đó nữa, tướng gia vừa bảo như thế. Thấy đám giáo úy đi mất, Viên Liệt cũng chẳng nghĩ nhiều, vào đại trướng, tiến tới cạnh Ân Tịch Ly đang vừa ôm nõn lô vừa xem bản vẽ. Sao ngươi lại ăn mặc phong phanh như vậy, không có áo ấm? Ân Tịch Ly sụt cổ. Ai biết hôm nay lại đột nhiên trở lạnh như vậy, ta không mang theo trang phục mùa đông. Ngẫm nghĩ đôi chút, rồi bồi thêm một câu. Tiểu tử Hạ Vũ giúp thu thập hành trang, hắn nhỏ mọn muốn trả thù ta. Vừa dứt lời, Hạ Vũ tái mặt bước vào, trên tay cầm hai bình rượu, một lọ tương thịt, còn thêm hai tấm áo bông và một cái chăn. Mới bước qua cửa, liền nghe được câu này của Ân Tịch Ly. Hắn hận đến nỗi muốn quẳng toàn bộ mà đi tìm kéo cắt nát áo bông cho cái thứ vô lương tâm kia chết cống. Ân Tịch Ly vội nhào đến giành rượu, phó mặc cả áo bông. Gần nhất, mọi người băng qua Tịnh Châu, lộ hành mỗi lúc một hoang vắng, lương thực cũng không có dư giả. Khoảng thời gian tại đây, không như lúc ở Lạc Đô, mỗi ngày thoải mái ngâm mình trong hũ mật. Lương thực thiếu thốn, hạn lụt nghiêm trọng. Quan viên còn tham ô không hoàn thành chức trách, chưa nói đến dân chúng lầm than, thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa, thảo nào muốn tạo phản. Mà đi đến đâu, quan phủ và phú thương địa phương cũng tìm hết cách để hối lộ Viên Liệt. Ân Tịch Ly đều cho đuổi đi sạch, lúc này tạm thời không có tâm trạng trêu người. Tiếp tục đi thêm nữa là Nhạn Môn, một địa phương thiệt hại tương đối nhẹ, nhưng cũng là tiền tuyến của Hoàng Y Giáo. Ân Tịch Ly đưa địa đồ cho Viên Liệt nhìn. Ta muốn đích thân đi xem xét. Ta đưa ngươi đi. Ngươi đi, rồi đại quân tính làm sao đây? Ân Tịch Ly xua tay. Ta đi cùng Hạ Vũ được rồi. 10 vạn đại quân đóng ngay tại đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Viên Liệt nhíu mày. Chỉ ngươi và Hạ Vũ đi, ta lo lắng. Ân Tịch Ly trợn mắt ngó Viên Liệt. Xuống địa ngục đi, công phu của Hạ Vũ còn tốt hơn ngươi. Ngươi! Viên Liệt nổi giận. Chung quy ta muốn quan sát tình hình bên kia, ngươi không cho ta đi, ta tự mình đi. Ân Tịch Ly nheo nheo mắt đối đầu với Viên Liệt. Hạ Vũ ở một góc thu thập y phục, chẳng buồn xen vào cả hai cãi cọ âm ỉ. Tiếc là Viên Liệt thương lượng với Tiêu Lạc nhờ hắn trông coi, Tiêu Lạc lại sống chết khước từ, khăng khăng bám chặt Hạ Vũ chẳng rời. Cuối cùng Viên Liệt phát cáo lên, phái mấy vị phó tướng của hắn giữ nhà, 4 người cùng nhau đi. Đêm đó, nhóm Viên Liệt đội thường phục, dẫn theo vài thiếp thân thị vệ giả trang thành thương nhân, tiếp nhập Nhạn Môn. Đi suốt một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 đã đến trước cổng thành.
So với Tịnh Châu, Nhạn Môn, thoạt nhìn náo nhiệt hơn, thương nhân lui tới cũng nhiều. Viên Liệt và Ân Tịch Ly đợi tới lượt vào thành, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Bất quá, dân chạy nạn trong thành cực nhiều, khắp nơi ven đường đều là nạn dân lưu lạc, khiến ai nấy cũng chặn lòng. Đại khái đều là từ phía Tây đổ về. Ân Tịch Ly bước xuống mã xa, vừa đi vừa nhìn. Xa xa trong ngõ nhỏ có đoàn người đang đứng xếp hàng dài. Tất cả đều cầm đấu hoặc túi. Ân Tịch Ly đến gần xếp hàng sau một lão đầu. Đại gia, các ngươi mua gì vậy? Lão nhân nọ nhìn từ đầu tới chân của Ân Tịch Ly, thấy hắn ăn mặc nhã nhặn, đúng mực. Bèn nói, mua gạo. Nhiều người mua gạo đến thế. Ân Tịch Ly hiếu kỳ. Ta nghe đồn thời điểm này lương thực rất khan hiếm. Lão đầu do dự một chút, cười cười. Chắc vậy. Viên Liệt ở ngay sau Ân Tịch Ly, nghe câu chắc vậy được lão đầu nói một cách miễn cưỡng. Biết còn có điểm ẩn giấu, liền hỏi. Một đấu gạo giá bao nhiêu? Lão đầu lại ngập ngừng đôi chút. Phía trước có một hán tử trẻ tuổi, quay đầu nhìn hai người. Một lượng bạc một đấu. Cái gì? Ân Tịch Ly kinh ngạc. Viên Liệt cũng nhíu mày. Một lượng bạc chỉ được một đấu. Thấy Ân Tịch Ly nheo mắt toàn lao đến tiệm gạo, Viên Liệt túm lấy hắn lôi vào xe. Ngươi muốn làm gì? Ân Tịch Ly phất tay giật áo lại. Đám buôn gạo thừa dịp đại nạn nâng giá gạo vùng vụt, lợi dụng quốc nạn mà trục lợi. Đại gia đi đập bọn chúng. Người mà đánh được ai? Viên Liệt kéo Ân Tịch Ly vẫn đòi xông ra ngoài lại, hạ màn xe xuống. Cẩn thận kẻ bại lộ. Ân Tịch Ly bĩu môi. Ta sao có thể bại lộ chứ? Chỉ đánh người thôi. Hạ Vũ đang đọc sách ở trong xe, nhìn hai kẻ giằng co một cách hả hê, lạnh đạm nhắc Viên Liệt. Ngươi đừng có để ý đến hắn, cứ để cho hắn đi. Hắn đi một mình cho tiện ăn đòn. Viên Liệt nghe xong câu này, liền thả lỏng tay. Ân Tịch Ly loạn chọn và vào cửa xe, so so đầu quay lại mà xông tới liều mạng với Viên Liệt. Cãi cọ mãi, xe cuối cùng cũng dừng trước cửa một nhà trọ. So với không khí mua gạo ngột ngạt tại ngõ nhỏ mới rồi, trước cửa nhà trọ tổ lâu kia có thể giăng lưới bắt chim được. Bên trong lặng ngắt chỉ thưa thớt vài thương nhân đang dùng bữa. Ân Tịch Ly vừa lăn qua lăn lại xong, đâm ra cực đói, bèn theo đám Viên Liệt xuống xe vào cửa. Bên trong quán ăn chỉ có mỗi một quả kế, đến hỏi. Khách quan là từ vùng khác đến đây ạ? Muốn ăn món gì? Ân Tịch Ly xem sắc trời, hiện tại rõ ràng là giờ cơm, vì sao chẳng có ai ăn chứ? Thấy họa kế đang đợi sát bên, hắn bèn chọn vài món ăn nhẹ dễ ăn, còn gọi thêm một bầu rượu. Không ngờ họa kế lại nói với hắn. Món này không có, chỉ có món ăn dân dã, trái lại rượu thì có. Ân Tịch Ly liếc mắt nhìn xong, lập tức hỏi giá, lấy làm thất kinh. Sao đắt đến như vậy? Mí mắt của Ân Tịch Ly bắt đầu giật giật. Không giấu gì ngài, có ăn là khá lắm rồi. Đi lên phía trước thêm vài khách điếm nữa. E rằng đến cháo trắng cũng không có, mà phải uống canh rau suông. Họa kế lắc lắc đầu. Nguyên bản gặp thiên tai, nên thiếu lương thực. Đã vậy bọn buôn gạo bất lương kia còn nắm giá gạo, quan phủ cũng chẳng quản. Cho nên, mọi người phải xung vào Hoàng Y Giáo để kiếm cơm ăn. Hoàng Y Giáo? Ân Tịch Ly và Viên Liệt liếc mắt nhìn nhau, đánh hơi được điều gì đó. Xung vào Hoàng Y Giáo sẽ có cơm ăn? Đúng ạ. Nó cho tử tế là nhập giáo, nó hơi khó nghe là tạo phản. Họa kế thở dài lắc lắc đầu. Đầu năm nay, nguyên bản thời tiết tốt đẹp, chưa từng có lấy một trận lũ lụt, lương thực ăn còn không kịp. Nếu chẳng phải đói đến mức không sống nổi, sẽ không bỏ theo phản tặc. Dù sao, đó cũng là tội, giết toàn tộc. Tịch Ly nghe xong mà lạnh lùng. Nguyên lai xông vào Hoàng Y Giáo sẽ có cơm ăn, rất thâm thúy. Mọi người ăn một bữa cơm rau nghèo nàn với giá của một bàn tiệc rượu. Sau khi ra khỏi cửa, đều cảm thấy bức bối như thể bị trấn lột. Ân Tịch Ly đi một mạch từ khách điếm ra, liền đứng ngay giữa đường, nhìn hết đông, lại ngó tay. Viên Liệt lôi hắn vào một ngõ nhỏ. Ngươi dự định như thế nào? Ân Tịch Ly dạo quanh một chỗ. Chẳng phải Hoàng Y Giáo chỉ là một bang đạo phỉ sao? Bọn chúng lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Cấu kết với đám buôn gạo kia chăng? Hạ Vũ và Tiêu Lạc cũng tiến tới, tất cả đều cảm thấy có điểm bất cập. Thảo nào Hoàng Y Giáo phát triển nhanh như thế, nguyên lai là nhập giáo sẽ có cơm ăn.
Viễn Liệt lắc lắc đầu. Đám quan địa phương kia cương nhiên bỏ mặc, trông chờ vào bọn chúng quản. Hạ Vũ cười khen một tiếng. Phỏng chừng còn cấu kết với lũ buôn gạo kia cùng đếm bạc đó chứ. Chuyện này không đến mức khó giải quyết. Ân Tịch Ly vuốt cằm. Trước hết chúng ta thâu tóm Nhạn Môn đã, sau đó tập trung chiến. Viên Liệt gật đầu. Bốn người tạm trú tại một khách điếm của Nhạn Môn, chuẩn bị đến đêm để tìm tới làm phiền đám buôn gạo và quan địa phương. Đêm đó dạ hắc phong cao. Ân Tịch Ly mang khăn che mặt cùng mọi người rời khỏi khách điếm, mang theo đường nhỏ đến nha môn tri phủ trước. Vừa tiến nhập nha môn, từ cửa sau viện đã ngửi thấy một mùi hương. Ân Tịch Ly thánh mũi. Tí kê, bò hầm, sứ mại hấp. Hạ Vũ tống cho hắn một cái trừng mắt. Ngươi học cái này từ Tước Vĩ. Ân Tịch Ly so so bụng. Ta vẫn chưa no, thức ăn ở nha môn này không tồi. Bốn người theo mùi hương đi một mạch đến nhà bếp, tỏ trên nóc nhà nhìn xuống. Trong nhà bếp có một bếp lò. Tại đó, tầm 11 hạ nhân đang bận rộn nấu nướng. Trên lò bày các món nọ trông rất ngon lành. Ân Tịch Ly nhướng mày. Một huyện thái gia nho nhỏ như hắn còn có nhiều hạ nhân hơn cả tướng phụ của ta nữa. Trông như sắp đại khách ấy. Viên Liệt nói qua kẻ răng với Ân Tịch Ly. Chúng ta tới rồi đây. Quả nhiên, cả bốn phục trên nóc nhà một hồi, chợt có người ra dáng quản gia tới thúc giục hạ nhân. Xem ra hôm nay huyện thái gia mời đến chính là đám chủ buôn gạo. Toán hạ nhân đổi đến da bọc xương, nhìn chằm chằm mấy món ăn mà nuốt nước bọt chẳng dám đụng. Ân Tịch Ly trông thấy lắc đầu. Phường cẩu quan. Viên Liệt gật đầu. Không thể không làm thịt hắn. Vốn dĩ bốn người định đi nghe xem bọn quan thương kia nói cái gì, nhưng Hạ Vũ đột ngột ngoảnh đầu nhìn mấy nhà xa xa. Viên Liệt cũng nhíu mày. Có người. Ân Tịch Ly phản ứng chậm nhất, ngó quanh quất theo đường nhìn của mọi người, phát hiện ra một hắc y nhân ngồi sợm trên nóc nhà đối diện từ bao giờ, đang quan sát phía dưới. Không hiểu sao, Ân Tịch Ly thấy dáng dấp kia có chút quen mắt, bèn cố nheo mắt mà nhìn kỹ. Kẻ ở mái nhà đối diện tự hồ cũng đã thấy bọn họ, ngoài dự đoán của mọi người, còn phất tay áo lên với cả nhóm, ra ý chào hỏi. Người quen sao? Ân Tịch Ly cả kinh. Nhãn lực của Viên Liệt tốt hơn nhiều so với Ân Tịch Ly, vừa nhìn rõ người nọ cũng lấy làm thất kinh. Sao lại là hắn? Nhóm Ân Tịch Ly gặp được một người quen, chẳng ai ngờ là giáp mặt người nọ tại chốn này. Tương Vân. Ân Tịch Ly xích quên mất bản thân đang do thám, phát ra tiếng ồn. May mà Viên Liệt kịp thời bịt kín miệng của hắn lại. Kẻ trên nóc nhà đối diện chính là Tương Vân xa cách đã lâu. Ân Tịch Ly quan sát trên dưới, so với lần gặp trước có vẻ gầy đi nhiều, bất quá tình trạng vẫn rất khá. Lúc trước chung quy hắn có nghe qua những tin đồn về Mang Vương tại Tây Nam, rất lo sợ Tương Vân tâm tính thiện lương nên chịu thiệt. Tuy nhiên hiện tại xem ra cũng ổn. Sao ngươi lại ở đây? Ân Tịch Ly lâu ngày không gặp Tương Vân, hắn thích bản tính của đối phương, thấy hợp ý, định rướng tới ôm một cái, lại bị Viên Liệt túm lại. Mọi người thấy vị trí này ở quá lâu sẽ dễ bị phát hiện, bèn nhảy khỏi mái nhà, trốn vào ngõ nhỏ trong hậu viện thì thầm. Cách đó không lâu, có mấy lão đạo sĩ mặc hoàng y đến Mang Quốc, tuyên bố có biện pháp lật đổ Nam Cảnh. Tuy nhiên, cần Mang Quốc viện trợ. Tương Vân khẽ nói, chẳng đợi phía Ân Tịch Ly hỏi, cũng nói lên mục đích chuyến này. Phương thức mà bọn chúng nói chính là muốn các ngươi nhân lúc vùng trung bộ hoàng hà nạn đói hoành hành, mà khởi binh mặt Bắc đánh Nam Cảnh phải không? Ân Tịch Ly bật cười, tiếp lời của Tương Vân. Đúng vậy. Tương Vân gật đầu, bởi Ân Tịch Ly cư nhiên đoán được mà lấy làm kinh ngạc. Ai ngờ chẳng những Mang Vương không muốn hỗ trợ mà còn muốn giúp Nam Cảnh bình nội loạn nữa, cho nên phái ngươi đến do thám đúng không? Không sai. Tương Vân liên tục gật đầu, cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao Ân Huynh biết được? Đã sớm đoán ra. Ân Tịch Ly khoát khoát tay. Mang Vương tâm cao khí ngạo, hắn muốn công bình tỷ thí với Viên Liệt, tuyệt nhiên không dùng đến ám chiêu. Hơn nữa, Viên Liệt cũng chẳng thừa lúc hắn chưa đủ vây đủ cánh mà diệt trừ hắn, vậy nên hắn sẽ không đâm lén sau lưng của Viên Liệt. Vì làm thế là hắn tự nhận bản thân thất bại. Nó rất chuẩn. Tương Vân cười ha hả gật đầu. Vả lại thừa dịp thiên tai khởi binh gây loạn chính là hại chết bách tính,
Mạng sẽ không làm điều đó. Ân Tịch Ly gật đầu tán thưởng, phát hiện trong nụ cười của Tương Vân rõ ràng có vài phần cô độc lẫn mệt mỏi, nên nhìn hắn đến xuất thần. Này, Viên Liệt ngăn Ân Tịch Ly thôi quan sát Tương Vân. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Ân Tịch Ly định thần lại, ngơ ngác hỏi. Cái gì? Này, Viên Liệt thấy hắn nhìn Tương Vân ngày dài, trong lòng bực bội, chỉ Tương Viện. Bọn buôn gạo và quyển lệnh bên trong. Ân Tịch Ly vỗ đầu. Các ngươi đi thám thính đi, trở về báo cho ta biết tình hình. Nói xong nhất mực lôi Tương Vân đi. Đi, hai chúng ta đi uống rượu. Ngươi, Viên Liệt tóm lấy Ân Tịch Ly. Không được đi. Ân Tịch Ly nhiều nhiều mắt lườm hắn. Không bằng, cùng đi nghe thôi. Tương Vân cũng thấy ngượng ngùng. Ân Tịch Ly không tình nguyện để Viên Liệt lo lên mái nhà. Mọi người lần theo nhà bếp đưa cơm đến đại sảnh. Bên trong phòng khách to như thế, chỉ có mỗi một bàn lớn bày tiệc rượu. Hạ Vũ bất thình lình nhíu mày, hạ giọng nói. Đám tham quan kia, bách tính thì đói đến độ phải gặm vỏ cây. Vậy mà bọn chúng ở đây mở tiệc tùng rượu thịt. Mọi người nén cơn tức giận phục trên mái nhà nghe ngóng. Bè lỗ trong phòng đang thương lượng cách thức để bọn buôn gạo tăng được giá cao hơn nữa. Làm sao kiếm được thêm nhiều gạo từ Hoàng Y Giáo. Có qua có lại, nhóm Ân Tịch Ly đại khái nắm được quá trình tiến triển của sự việc. Nguyên lai đám buôn gạo thật sự cấu kết với Hoàng Y Giáo. Hoàng Y Giáo chia làm hai bang, một bang Hoàng Y Đạo Nhân mặc y phục đạo sĩ, chủ yếu là lừa gạt lão bách tính để chiêu mộ tân nhân. Còn một bang khác lại là sơn tặc thổ phỉ, chuyên phá nhà cướp của, cất giấu lương thực lẫn tiền tài cướp được, một phần trữ tại Hoàng Y Giáo, chia cho các giáo chúng. Phần còn lại sẽ được bán với giá thấp cho đám buôn gạo, rồi bọn buôn gạo bán lại cho bách tính với giá cao, từ đó mà kiếm lời. Ngoài ra, huyện lệnh cùng đám buôn gạo còn thảo luận phải làm sao để đối phó với Viên Liệt, chủ yếu là lừa gạt, trấn an hắn. Sau đó bọn chúng mới tìm cách cùng Hoàng Y Giáo nội ứng ngoại hợp. Tốt nhất là cứ độc chết Viên Liệt. Viên Liệt nghe xong liền cao mày, hay cho một đám tặc tử. Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai của hắn. Huy động đại quân đến đi. Hiện tại sang bằng huyện thành này hay sao? Viên Liệt đang trong cơn tức, đứng bật dậy. Phải phô trương thanh thế. Ân Tịch Ly dặn Viên Liệt, khiến toàn bộ bách tính trong huyện biết đến. Viên Liệt gật đầu, cùng Tiêu Lạc tốc hành về đại danh, không nói hai lời, dẫn binh mã đánh ngay vào thành. Sau khi vào thành, trước tiên Viên Liệt bắt sạch bọn buôn gạo, huyện lệnh lẫn quan viên nha môn, tiếp đến mở kho thóc phát lương thực. Bách tính toàn thành tỉnh giấc, biết Viên Liệt công thành mở kho phóng lương, tưng bừng hò reo, những ai bị đói đều cầm bao tải lao ra. Đồng thời Viên Liệt cho người làm cơm phân phát rộng rãi, cùng lúc đem tra thẩm đám quan viên trước mặt bách tính, buộc bọn chúng khai rõ rốc rễ của Hoàng Y Giáo. Còn tuyên bố cứu dân chúng làm đường lạc lối gia nhập Hoàng Y Giáo trở về. Kẻ nào buôn gạo mà dám tích trữ lương thực, tăng cao giá gạo nữa, thì sẽ bị giáng tội, diệt toàn tộc. Nhất thời, tin truyền ra đến tận các thị trấn lân cận. Nhiều bách tính muốn gia nhập binh đoàn của Viên Liệt, đi chinh phạt Hoàng Y Giáo, gây quốc nạn đẩy dân chúng vào chúng làm than. Vài ngày sau, tin tức này lan truyền khắp bốn phương tám hướng, bách tính thi nhau đến đầu quân cho Viên Liệt. Viên Liệt đã biến đại bàng nhãn môn trở thành đại bản danh, binh mã đóng quân, phân phát lương thực cứu tế cho nạn dân. Theo đó, binh mã song phương hình thành thế cục giằng co hai bên sông. Quân Hoàng Y ở bờ Tây hiển nhiên cũng nhận được tin tức, tạo thế tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Gặp loại địa thế càng hướng về phía Tây càng cao, khá thuận lợi cho bên Viên Liệt. Hơn nữa độ khó của việc vượt sông tác chiến cũng phi thường cao. Quân lương Viên Liệt đem theo hữu hạn, dân chạy nạn lại ngày một nhiều. Mà khẩn cấp điều động từ hậu phương đến thì cần phải có thời gian. Nếu lương thực phát hết thì sao? Bây giờ kiểu gì vẫn đại loạn. Viên Liệt nóng ruột như thiêu đốt, muốn tìm Ân Tịch Ly thương lượng đối sách, lại chẳng thấy tung tích của hắn đâu. Viên Liệt tìm khắp nơi, cuối cùng hỏi từ chỗ của Tiêu Lạc rằng Ân Tịch Ly đã đi vào cùng Tương Vân và Hạ Vũ. Viên Liệt chẳng biết trút giận đi đâu. Ân Tịch Ly kia hãy gặp Tương Vân là như gặp được thân nhân, tìm đâu cũng không thấy. Mà hiện tại Ân Tịch Ly đang làm gì?
hắn đang cùng Tương Vân và cả Hạ Vũ đi xem xét địa hình bờ sông. Cổng Tây của Thanh Nhạn Môn đối diện với dòng sông lớn, phân cách với Tình Châu Phủ ngoài xa. Nước sông xuôi hướng đông độ về Hoàng Hà. Mặt sông rộng nước chảy xiết, khoảng cách hẹp nhất cũng không có cầu, chỉ có đoàn thuyền đưa sang sông. Trước đó Hoàng Hà dân tràn, phá hủy đê đập ở dọc đường sông, vì vậy việc qua sông trở nên rất là trắc trở. Có được lá chắn thiên nhiên che chở như thế, quan y giáo ở bờ bên kia chẳng cần phải lo sợ điều gì. Tương Vân đứng trên một tảng đá trông ra phía đối diện. Cả tòa thành như vậy, bao vây bởi trận địa thép, xem ra phải tìm được biện pháp khác để công thành rồi. Ân Tịch Ly đứng cạnh hắn, đột nhiên hỏi. Tương Vân, tâm trạng ngươi không tốt. Tương Vân thoáng sửng sốt, nhảy khỏi tảng đá nhìn Ân Tịch Ly. Hạ Vũ thấy hai người muốn hàn huyên, bèn đi dạo ven bờ sông quan sát, xem có cứu được nạn dân nào bơi tới được hay không. Tương Vân ngồi lên tảng đá, nhìn Ân Tịch Ly, khe khẽ thở dài. Có phải Mang Vương khi dễ ngươi không? Ân Tịch Ly ngồi xếp bằng cạnh hắn. Hay là theo ta đi, người lờ hắn một trận, hắn sẽ biết điều hơn. Tương Vân dở khóc dở cười, nhìn Ân Tịch Ly một chút, lắc lắc đầu. Như vậy sao được? Thế nào lại không được? Ta nói ngươi nghe, phỏng chừng vì Mang Vương, có ngươi luôn nghĩ thay hắn thành quen, cho nên là đâm hỏng rồi. Ngươi phải khiến cho hắn ngộ ra chân lý là thiếu hắn ngươi vẫn tốt, nhưng thiếu ngươi, hắn sẽ khốn đốn. Tương Vân cơ hồ có hơi xấu hổ, cười khổ một tiếng. Đừng nói tới hắn nữa, bàn chuyện công thành đi. Ân Tịch Ly ôm đầu gối, nhìn thần sắc ảm đạm của hắn, biết rõ giữa hắn và Mang Vương nhất định đã xảy ra cái gì đó. Phái người do thám hoàn toàn có thể phó thác cho kẻ khác. Vấn đề nhỏ nhặt thế kia mà để người có thân phận như Tương Vân đích thân đi làm sao? Nếu do Mang Vương hạ lệnh thì chắc chắn đầu óc của tiểu tử kia bị mụ mẫm cả rồi. Còn nếu tự thân Tương Vân muốn đến, đủ để thấy hắn đang lẩn tránh Mang Vương. Ân Tịch Ly chống cằm, không khỏi thở dài. Lần trước lúc gặp Mang Vương, trông hắn và Tương Vân vẫn như hai đứa trẻ vô tư. Thế nhưng về sau lại nghe nói hắn càng ngày càng tàn bạo, tham vọng chiếm hữu của hắn dường như có phần vượt quá viên liệt. Tính cách càng bá đạo hơn, mà Tương Vân thì tương đối hướng nội. Dạo này ngươi thế nào? Tương Vân chuyển trọng tâm câu chuyện sang hỏi Ân Tịch Ly. Ta nghe được rất nhiều chuyện về ngươi. Quốc tướng thần toán, người người đều ca ngợi. Ân Tịch Ly khoát khoát tay. Đánh lừa kẻ ngoài cuộc thôi. Thế nhưng ta nghe đồn ngươi và viên liệt đối đầu nhau. Tương Vân có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của ta, hai người rất hòa hảo. Ân Tịch Ly hơi nhướng mày, nói với Tương Vân. Chớ trách ta, muốn trách thì hãy trách viên liệt quá khó ưa. Thật sao? Tương Vân luôn tâm đắc viên liệt, Mang Vương cũng luôn miệng khen hắn. Cớ sao? Ân Tịch Ly lại bảo hắn đáng ghét. Tên này tự cao tự đại, đầu óc lại còn vô dụng. Ân Tịch Ly nhăn mặt nhăn mũi, bắt đầu bôi bát viên liệt tứ bề. Người đừng thấy hắn mặt ngoài ba đầu sáu tay, bên trong cũng thường thôi. Ân Tịch Ly nói, chợt thấy sắc mặt của Tương Vân đột ngột biến đổi, thoáng ngại ngùng nói. Không lý nào, hắn rất tài giỏi. Vừa nói vừa nháy mắt với Ân Tịch Ly. Tài giỏi cái rắm. Ân Tịch Ly không để ý biểu hiện của Tương Vân, còn nói to hơn. Không có ta trợ giúp thì toàn quân đã bị diệt sạch rồi. Đại tướng quân cái gì chứ? Tương Vân giật giật cánh tay áo của Ân Tịch Ly, ý bảo hắn đừng nói nữa. Mặt khác chuyển đề tài. Về phương diện đánh trận, hắn vẫn rất lợi hại mà. Mang Vương thường khen ngợi hắn. Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ân Tịch Ly nhích lại gần thêm, dụ Tương Vân. Không bằng, ngươi theo ta luôn đi, đừng bận tâm tới Mang Vương nữa. Ngươi càng giúp hắn, hắn càng lấn lướt, cùng một dục với viên liệt cả. Ta phò ngươi lên làm hoàng đế, cho hai tên đó lọt hố phân luôn. Mặt của Tương Vân đỏ đến tận mang tai, không rõ vì sao lại lúng túng như vậy, mở miệng nói đâu đâu. Ân Tịch Ly còn muốn bồi thêm vài câu, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau gáy, như thể bị ai đó bắt được. Bỗng nghe có giọng nói lạnh lùng cất lên. Lọt hố phân! Ân Tịch Ly lập tức toàn thân nổi da gà, nơm nớp lo sợ nhìn lại. Phát hiện viên liệt, mặt tái xanh đứng ngay sau lưng hắn. Viên liệt tức đến méo cả mặt. Nguyên bản hắn đến tủ lâu tìm Ân Tịch Ly. Tự nhủ,
tìm được hắn thì không mắng cho hắn một trận, quả là bất khả thi. Nhưng đám tùy tùng lại bảo tướng gia không đến tổ lâu mà đi về phía bờ sông. Viên Liệt kỳ thật đã nguôi bớt giận, nghĩ bụng Ân Tịch Ly cũng đâu phải không biết thiệt hơn, hẳn là đang đi quan sát địa hình, tính kế để vượt sông công thành thôi. Tới bờ sông, thấy Tương Vân và Ân Tịch Ly ngồi hàn huyên, Viên Liệt toan tiến lại bắt chuyện. Nhưng vừa mới tiến lại gần, lại nghe Ân Tịch Ly nhiệt tình nói xấu hắn với Tương Vân rất sống động. Vừa nghĩ Tương Vân và Mang Vương tốt xấu gì cũng là địch thủ sống chết trong tương lai. Ân Tịch Ly cư nhiên vạch áo cho người xem lưng, còn muốn để hắn té hố phân. Viên Liệt nổi cơn thịnh nộ. Buông tay! Ân Tịch Ly vùng vẫy phản kháng cũng vô dụng, bèn đập vào cánh tay của Viên Liệt, nhìn hắn với vẻ bất mãn. Sao ngươi có thể như thế được? Đường đường là một nguyên soái, lại đi nghe trộm người khác nói chuyện. Ai nghe trộm chứ? Viên Liệt nhíu mày. Chẳng phải ngươi cũng đang nói lén sao? Ân Tịch Ly ngượng ngùng bĩu môi, quay sang là mặt quỷ với Tương Vân. Tên này luôn như thế đó. Thấy hai người dường như sắp bắt đầu cãi nhau, Tương Vân vội ngắt lời hỏi Viên Liệt. Trong thành thế nào rồi? Lúc này tạm thời bình an vô sự. Viên Liệt khẽ lắc đầu, nói với Ân Tịch Ly. Nhưng lương thảo chỉ còn đủ duy trì khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày sau, nếu không có lương thực. Đủ mà. Ân Tịch Ly bĩu môi. 4-5 ngày là đủ rồi. Nói xong, nhảy khỏi tảng đá, phủi phủi bụi sau mông, tính trở về. Viên Liệt kéo hắn. Cứ như vậy mà đi ư, làm sao để qua sông? Không cần ngươi qua sông, người ta sẽ viếng tận cửa. Nói xong, Ân Tịch Ly đỉnh đạt cất bước. Viên Liệt ở đằng sau thở dài, quay đầu lại nhìn Tương Vân, bắt gặp hắn đang cười một cách ẩn nhẫn. Hai người thật vui. Viên Liệt cười khổ. Đúng rồi, lần này vẫn chưa đa tạ ngươi và Mang Vương. Tạ cái gì? Tương Vân lắc lắc đầu. Bất quá, Mang chỉ thực hiện đúng tâm nguyện của hắn thôi. Trước đây, hắn luôn mơ hồ cảm thấy nợ ngươi cái gì đó, thua thiệt ngươi nên không muốn trực tiếp đối đầu với ngươi. Nói cách khác, nếu hiện tại nạn lũ lụt ở Hoàng Hà đã bình ổn, hắn sẽ tìm cách gây phiền phức cho ta, phải không? Viên Liệt cười ha hả. Sớm muộn gì cũng đánh với nhau một trận, ngươi trở lại nhớ thay ta nói với hắn. Trận đấu giữa ta và hắn không cần có kẻ chết. Nếu hắn thắng, Giang Sơn sẽ thuộc về hắn. Nếu ta thắng, ngươi và hắn hãy làm đại tướng quân cho ta. Tương Vân gật gật đầu cười. Ừ, Mang cũng nghĩ như vậy. Bất quá ngươi nói ra lời này quả là rất bất ngờ. Tương Vân thầm tự nói. Ta cứ ngỡ ngươi và Mang đều như nhau, chỉ muốn làm đệ nhất, không chịu đứng thứ nhì. Thú vị thật, đệ nhị cũng chẳng có gì xấu, tránh được rất nhiều phiền phức. Nói không chừng còn sống tốt hơn cả. Nói xong, Viên Liệt say người đi tìm Ân Tịch Ly đã đi được khá xa. Tương Vân đứng thất thần một chỗ, nguyên lai tâm tư của Viên Liệt là như vậy. Chính xác, chẳng cần phải tỏ vẫn thiên hạ mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính. Thông thường con người vẫn đang hưởng phúc mà không hay biết. Rõ ràng hạnh phúc gần trong gang tấc, nhưng mãi truy cầu xa tận chân trời. Một thứ hư vô, nhìn không thấy, chạm không xong. Trong lúc Tương Vân đang ngây người lặng yên, Viên Liệt đã nhanh bước đuổi kịp Ân Tịch Ly, đưa tay giật tóc của hắn, rồi chạy vọt lên phía trước. Ân Tịch Ly bị giật đau điếng, tăng tốc rượt hắn. Hai người cứ như thế, tựa như đứa trẻ 5 tuổi nô đùa với nhau. Tương Vân lắc lắc đầu, tìm gọi Hạ Vũ cùng quay về. Quay đầu lại, nhận ra Hạ Vũ đang ngồi sớm gần đó, dường như đang nhìn hai người kia, ánh mắt thoáng cô độc. Biểu hiện ấy Tương Vân cơ hồ cảm thấy quen thuộc, đã gặp qua ở đâu rồi. Về tới quân trướng, Ân Tịch Ly bảo Viên Liệt chọn ra vài lão binh giỏi thủ công, phái bọn họ đi làm một chút việc. Mọi người tập trung trong một quân trướng cực to, Ân Tịch Ly đem đến thật là nhiều vật liệu, truyền đạt những thứ cần bọn họ làm. Đám lão binh hai mặt nhìn nhau, Ân Tịch Ly chính là bảo bọn họ dựng kho lương giả. Trong số mấy lão binh có một người cực kỳ khéo tay, nghe đầu trước kia làm hình nhân giấy. Tác Phương được ban bản vàng tại Lạc Đô, hắn chỉ xuống tay đôi ba cái đã gấp được cho Ân Tịch Ly một mô hình rất là đáng biểu dương. Ân Tịch Ly vừa thấy đã hết sức mừng rỡ, phi thường thỏa mãn, rồi lệnh cho hắn tập hợp mọi người, làm thêm nhiều mô hình nữa. Sau đó Viên Liệt, sức binh cả đêm,
vờ như lên kho lương ở phía Tây vận chuyển lương thực, đem lúa thật sẵn có trong kho ra hết, đổi thành kho lương giả. Kho lương giả kia thoạt nhìn rất bắt mắt. Trên nóc còn có mái che nắng mưa, bên ngoài có một vòng rào quay lại, thoát ẩn thoát hiện. Ngó xa, ngó gần đều rất chân thật. Bách tính toàn thành, bao gồm cả quân dân bờ đối diện, đều trông thấy. Người người cảm thấy an tâm. Số lương thực trong quân danh của Viên Liệt đừng nói là ăn một tháng, ăn một năm cũng chẳng hề gì. Ân Tịch Ly cho các lão binh trấn thủ kho lương giả, tin tức không được tiết lộ. Bên ngoài còn phái thêm mấy trăm thủ vệ, cách ly mọi người, phòng ngừa trộm đạo. Viên Liệt hỏi Ân Tịch Ly, ngươi định thế nào? Ôm cây đợi thỏ. Ân Tịch Ly cười hăng hắc. Chúng ta đã truyền bá tin tức rằng hệ thoát ly Hoàng Y Giáo quay về Quy Thuận. Chuyện cũ bỏ qua sẽ có cơm ăn. Người nghĩ, chúng ta là quân chính quy, phe kia là phản tặc. Chúng ta bên này bao nhiêu gạo, còn bên chúng còn bao nhiêu gạo? Viên Liệt nghe Ân Tịch Ly nói đùa, cười gượng lấy hai tiếng. Biện pháp thật không tồi, nhưng phía chúng ta là giả. Vạn nhất tất cả đến, ăn hai ngày hết gạo thì sao đây? Ân Tịch Ly đạp hắn một cước. Thiệt xấu hổ thay, ngươi là một đại tướng quân, sao lại thành thật như thế? Viên Liệt nắng nắng tay. Vậy ngươi nói rõ đi. Ân Tịch Ly lắc lắc đầu. Nếu có vài người bên kia bơi sang đầu nhập thì ăn được nhiều ít lương thực. Muốn ăn sạch lương thực phe ta, bên kia không thể không tạo phản. Viên Liệt nghe đến đó cũng gật đầu. Cũng đúng. Chúng ta ngấm ngầm phái người qua, vô tư mặc sức tận hưởng lương thực, đồng thời gieo tin đồn Hoàng Y Giáo đã cạn lương thực. Nếu Hoàng Y Giáo muốn duy trì lâu dài, nhất định sẽ tiết kiệm lương thực, không thể dùng thoải mái. Chúng ta cho người đến xúi dục, dẫn tới bách tính sinh nghi, không tới hai ngày, Tịnh Châu phủ tất loạn. Chúng ta chỉ việc nhân lúc loạn lạc qua sông, nội ứng ngoại hợp đánh bại Tịnh Châu phủ, vào nơi cất giữ lương thực phóng lương, rồi trọng thưởng những bách tính phát động nội chiến trong Hoàng Y Giáo, phong quan tướng chức cho bọn họ. Song song truyền đạt tin tức, các phủ huyện lân cận tất đồng loạt đại loạn. Lúc bấy giờ, phe ta chẳng cần tác chiến, cứ lo tu sửa đê điều để canh tác. Viên Liệt mắt sáng ngời. Khá lắm, binh bất yếm trá. Quả nhiên, hai hôm sau, nội bộ Tịnh Châu phủ nổi loạn. Những thứ như giang sơn, được cũng nhanh, mất cũng nhanh, nó đã được định, các ngươi truy đuổi, nhưng chẳng bao giờ thuộc về bất kỳ ai. Tương Vân rất tâm đắc những lời ấy của Ân Tịch Ly, đáng tiếc lắm kẻ chẳng nhìn thấu. Những ai đi theo kẻ không nhìn thấu, thông thường lại càng mù quáng hơn. Tuy nhiên, lẫn trong đám đông những kẻ mù quáng, sẽ có đôi người nhận thức được, sẽ khó tránh khỏi tịch mịch bất lực. Có một câu khác Tương Vân tâm đắc, vẫn là của Ân Tịch Ly nói. Những thứ như nhân tâm, tới nhanh, đi còn nhanh hơn. Nhân tâm không hề chịu chi phối, nhân tâm của mọi người chỉ thuộc về cá nhân người đó. Người tốt với hắn, hắn do dự dự với ngươi. Ngươi lưỡng lự với hắn, hắn lập tức rời bỏ ngươi. Cho nên giang sơn và nhân tâm, kẻ nào muốn có toàn bộ là rất ngu muội, bởi kết cục khó tránh khỏi tịch mịch. Dưới cái nhìn của Tương Vân, Ân Tịch Ly thuộc số ít những người thấu triệt nhất. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ là hắn nhìn thấu, nhưng hắn vẫn một mực giả hồ đồ. So với bản thân mình cả ngày trầm mặc tốt hơn nhiều, tối thiểu còn có thể làm vui lòng những người bên cạnh. Vì vậy, đại mộng xuân thu chiếm giang sơn của Hoàng Y Giáo vì nhân tâm dao động mà kết cục triệt để đổ nát. Hoàng Hà thủy vô tình, dâng nhanh, rút cũng nhanh. Mấy nghìn binh mã thủ hạ của Hoàng Y Giáo chủ truy bức thủ lĩnh suốt đêm, dương chuyến thiền vượt sông Quy Thuận Viên Liệt. Viên Liệt cho bọn họ một lựa chọn rất tốt, nên chiếm được khoảng nhân tâm hướng đến an định, phá được thành trì, tiêu diệt tận gốc Hoàng Y Giáo. Chiến cuộc cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng tu sửa đê điều và cứu trợ thiên tai mất tròn 3 tháng. Trong thế cục loạn lạc này, 3 tháng là rất trân quý, thế nhưng lãng phí thời gian một cách công khai như vậy mà mọi người vẫn điềm nhiên khoái hoạt. Ân Tịch Ly mỗi ngày đi chân trần sáng quần, cùng nhóm Viên Liệt, Tương Vân chuyển bao cát, khuôn gạch, còn họp lại xây nhà với đám thợ chân lắm tay bùn, rồi đệ biển cho bọn họ nữa. Nhìn một tòa tiểu lâu, tu sửa qua một lần hoàn toàn đổi mới. Tòa thành nhỏ khôi phục lại dáng vẻ náo nhiệt như xưa,
An Tịch Ly rất thỏa mãn. Hắn có chút quyến luyến, muốn lưu lại. Tuy hắn biết không thể. Trong 3 tháng ở đây, ngày nào hắn cũng mong giá mà dây thần kinh nào đó của Viên Liệt bị chạm. Đỡ nói với hắn, đừng đi, cứ lưu lại. Thế nhưng Viên Liệt chẳng hề nói. 3 tháng sóng yên gió lặng, cuối cùng bị văn kiện từ Lạc Đô đưa đến, cắt đứt. Trận tịnh đã băng hà. Điều khiến mọi người không thể tưởng đó chính là ngày thứ hai, lúc Viên Liệt chuẩn bị chỉnh tề hồi cung, bách tính thiên hạ đồng loạt đại hành lễ với hắn. Bởi trong cung đã ban thánh chỉ, hoàng thượng không hề truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử, cũng không truyền cho vị linh đồng trời ban mới ra đời kia, mà nhường cho một kẻ không có quan hệ huyết thống, đại nguyên soái Viên Liệt. Nhất thời, quân dân phấn khởi, thiên hạ hân hoan, chỉ có bản thân Viên Liệt thấy mờ mịt. Làm hoàng đế sao? Hắn vẫn tưởng phải tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại chẳng có. Đồng cảm giác không được hưng phấn mấy, còn có Tương Vân, Hạ Vũ, Tiêu Lạp. Trong mắt bọn họ, Viên Liệt lên làm hoàng đế, nghĩa là quan hệ bằng hữu cùng nhau uống rượu của bọn họ, biến thành quan hệ quân thần. Quân Viên gia thì vẫn chúc mừng, trong biển người như thế, Di Độc chỉ có An Tịch Ly, thẳng thắn tỏ ra rất không vui. Viên Liệt chỉnh đốn hạng ngũ, từ biệt hương thân xong chuẩn bị ly khai, nhưng lại không tìm thấy An Tịch Ly. Để ngựa lại trong chốc lát, Viên Liệt rời khỏi đoàn người, một mình đến khoảng đồng ruộng cách quân danh bọn họ không xa. Quả nhiên bắt gặp An Tịch Ly đang sấn ống quần, ngồi bên bờ đê mới đắp, đông đưa đôi chân trần, đầu đội mũ rơm. Chỉ là phơi cả làn da trắng ra nắng cũng không đen, dáng vẻ vẫn thập phần thư sinh, thập phần quý khí. Viên Liệt bước qua, đứng cạnh hắn. Đi, trở về thôi. An Tịch Ly bất cam, quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn dòng nước vẫn chảy mạnh liệt. Hoàng Hà, chẳng có con sông nào như vậy, luôn hùng dũng, dù bị ngăn trở không thể chảy xuôi, thì vẫn có hùng mạnh. Đi về thôi. Viên Liệt dịu dàng hiếm thấy, ngồi sộm xuống, đưa tay điểm điểm lên má của An Tịch Ly. Ta thích ở đây. An Tịch Ly lên tiếng. Viên Liệt phóng tầm mắt ra xa, mặt sông mênh mông, nước sông vàng vỏ, mãnh liệt cuộn trào. Thanh sơn bích thủy đầy rẫy không thích, thích nước bùn vàng đục làm gì? Viên Liệt khẽ cười. Ừ, An Tịch Ly vẫn tiếp tục gật đầu. Ta không thích dương liễu ven bờ dưới cầu nước chảy như kẻ khác, cũng không thích cảnh thái bình phồn thịnh vinh hoa phú quý. Ta chỉ thích chốn thâm sơn cùng cốc, đất cằn cỗi sỏi đá, có tẩy thế nào cũng không sạch kia. Ở đây không có sách đọc. Viên Liệt một tiễn đâm trúng tim đen của An Tịch Ly, chọc hắn mất hứng, quay lại mà trợn trừng mắt nhìn. Viên Liệt nhìn thẳng vào hắn, nói lần thứ ba. Trở về đi. Nhà của ta không phải là ở Lạc Đô. An Tịch Ly đáp trả hắn. Ngươi đã làm hoàng đế rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Ta vẫn chưa thống nhất thiên hạ. Viên Liệt nắm lấy tay của hắn, nắm rất chặt. Thiên hạ rộng lớn, căn bản không có giới hạn. Nhân tâm vừa nắm trên dưới bất ổn, biết chừng mực mà thỏa mãn. Ân Tịch Ly lãnh đạm nói. Ngươi nói điều đúng. Viên Liệt gật đầu. Vậy nên không cho ngươi đi. Nói xong một tay nhấc Ân Tịch Ly lên. Ân Tịch Ly đạp loạn hai chân. Khó chịu chết đi được. Ngươi không ngoan ngoãn mà đi. Viên Liệt ngó hắn. Sẽ trói ngươi đem về đó. Ngươi thả ta xuống. Ta đi. Ân Tịch Ly khẩn cầu. Viên Liệt có chút hoài nghi. Dễ dàng chịu thua như vậy sao? Theo đó mà thật cẩn trọng buông hắn xuống. An Tịch Ly hai chân chạm đất, vẫn chưa mang hài, cứ thế chân trần đạp bùng tiến về phía trước. Viên Liệt nhìn quanh muốn tìm hài cho hắn mang vào, nhưng vừa xoay người đi trong nháy mắt, liền cảm thấy một trận gió vụt qua người. Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ nghe An Tịch Ly hô. Ta tới rồi! Điên cuồng lao về phía bờ đê. Viên Liệt kinh hãi, vội vàng đuổi theo sau. An Tịch Ly không dừng cước bộ, song thẳng hướng đại đê, cuối cùng định nhảy vào lòng Hoàng Hà. Ngay khoảnh khắc hắn nhảy khỏi bờ đê, một cánh tay vươn tới, tóm lấy đai lưng của hắn, mạnh mẽ giật trở lại. Lực của cái ném đầy giận dữ rất lớn, như thể quyết tâm quăng hắn một phát thật mạnh. Nhưng sau đó, lúc hắn sắp chạm đất thì vững vàng đón được hắn, vẫn là không nỡ. An Tịch Ly hứng khởi lăn qua lăn lại. Ta muốn thử, đã muốn thử từ lâu rồi. Viên Liệt nhìn hắn như là kẻ điên. Ngươi quá chén hả? Nếu vừa rồi ta không nắm được ngươi, thì ngươi đã bị cuốn đi mất.
An Tịch Ly đứng dậy, một bên cầm hài mang vào, Lục đục phủi tay áo trở về. Viên Liệt ngó trời, mới rồi trong nháy mắt, hắn sợ tới mức tim suýt chứ nữa phóng ra ngoài. Đành theo sau An Tịch Ly trở về, nghĩ bụng, tên này gần đây có vẻ hơi bất thường, phải để ý kỹ một chút mới được. Về đến đoàn, Viên Liệt xây người lên ngựa, phất tay ra hiệu, khởi hành. Các tướng sĩ mặt mày sạng sỡ từ biệt hương thân tới đưa tiễn, cất bước lên đường. Tân Vân và Ân Tịch Ly ngồi trong một chiếc xe ngựa. Ân Tịch Ly tựa vào xe ngủ gật. Tân Vân ngồi ngay ở cửa xe, nhìn dân bản xứ tiễn bọn họ hai bên đường, cười nói, Viên Liệt rất được lòng dân. Trước khi Viên Liệt tới, Hoàng Y Giáo cũng rất được lòng người. Ân Tịch Ly lãnh đạm nói. Tân Vân quay đầu lại, Tịch Ly, đừng bi quan như thế chứ. Ân Tịch Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay vẫy vẫy hắn. Tân Vân rất nghe lời mà tiến đến, ngồi bên cạnh quay sang nhìn hắn mà cười. Vậy ngươi có từng nghĩ chúng ta về sau kết cục như thế nào là lạc quan hay không? Ân Tịch Ly nghiêm túc hỏi. Sẽ tốt cả thôi. Tân Vân đưa tay cầm lấy trống bỏ trong tay của Ân Tịch Ly, miết miết đập vỡ nát, quẳng ra ngoài cửa xe. Ân Tịch Ly nhìn hắn một hồi, chìa tay ra. Ngươi đền, mặc kệ, ta muốn mang vương đem 1 vạn lượng vàng đến chuộc ngươi. Bằng không, ngươi phải chung thân ở Lạc Đồ 100 năm. Tương Vân thấy hắn la ói ầm ĩ, đành bất đắc dĩ mà lắc đầu, đưa tay so so đầu hắn. Ta phải đi, ngươi phải bảo trọng. Ân Tịch Ly bất cam. Lại muốn đi, mới đến chưa được bao lâu. Tương Vân vớ lấy bình rượu bên cạnh, uống cùng Ân Tịch Ly. Này, về sau ngươi phải đến thăm ta? Ân Tịch Ly cạn chén với hắn. Ừ, Tương Vân gật đầu. Đúng rồi, ta có nhi tử. Ân Tịch Ly không có phòng bị, phun cả ngụm rượu ra. Vừa đấm ngực, vừa thất kinh mà nhìn Tương Vân. Tương Vân cơ hồ muốn đạt được hiệu quả này, cười đến là sảng khoái, vỗ vỗ vai của Ân Tịch Ly. Hậu duyên tái kiến vậy, bất luận trong tương lai các ngươi thắng hay là ta thắng, ngài phá thành phải cùng nhau uống rượu. Được. Ân Tịch Ly gật đầu. Tân Vân vén rèm mã xa lên, hướng về trạm gác xa xa hô vài tiếng. Một chiến mã xa hắc sắc phi nhanh đến. Tân Vân nhảy lên ngựa, chắp tay với Viên Liệt đằng xa, nói câu cáo từ. Viên Liệt gật đầu, xây đầu ngựa, Tân Vân tuyệt trần rời đi. Ân Tịch Ly ngồi ở cuối mã xa, nhìn hắn chạy xa dần, thẳng đến khi không còn thấy được bóng dáng Tân Vân. Ân Tịch Ly mới trở lại trong mã xa, rượu sầu từng chén, nói từng chén. Chẳng rõ uống trong bao lâu, lúc Hạ Vũ vào xe, chứng kiến Ân Tịch Ly ôm bình rượu ngã nghiêng dựa vào thành xe, lẩm bẩm trong miệng. Hạ Vũ tiến đến gần nghe kỹ, chỉ thấy hắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhân tâm, giang sơn, để con mẹ ngươi, bằng hữu, hảo tụ mới là chân thật. Nhìn không thấu, đồ ngu, đồ ngu. Hạ Vũ lắc lắc đầu, đoạt lấy bình rượu trên tay của hắn, vỗ vỗ lưng hắn. Thiên hạ chỉ toàn kẻ ngu, càng ngu muội thì mới có thế gian phù phiếm. Chẳng phải ngươi đã nói, ngươi yêu chốn phồn hoa kia nhất ư, là tự ngươi thích mù quáng, ngươi trách ai? Sau đó, Viên Liệt cùng Tiêu Lạc ở bên ngoài, nghe thấy trong mã xa vang lên chuỗi va đập, bình bình bang bang. Tiểu giáo đánh xe xấu hổ nói, Nguyên soái, tướng gia và thần y bắt đầu đánh nhau. Tiêu Lạc và Viên Liệt liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt thúc ngựa một cái, tránh xa một chút, đỡ phải bị vạ lây. Tốc hành chạy hơn 10 ngày, rốt cuộc mọi người cũng đã về tới Lạc Đô. Hiện tại trở về vừa hay, tan sự trong lúc chờ đợi, Quý Tư đã cho người lo liệu xong. Nhiệm vụ ở Hoàng Hà thắng lợi, Viên Liệt cứu nạn thiên tai trở về trong tư thế anh hùng. Một vị hoàng đế lý tưởng văn võ song toàn, một quốc tướng gia luôn được lòng dân. Chiến này, mọi người khải hoàng trở về, vinh quang biết dương nào, đương nhiên toàn thành đón mừng nghênh tiếp.